Đoàn người di chuyển ra bên nước đầu buôn, mang lễ vật gồm một đầu heo, hai chân chờ heo, một đuôi heo, ba bát thịt heo băm nhỏ, một bầu rượu có pha tiết heo. Hai người cầm khiên dao, thầy cúng tiếp tục làm lễ cảm tạ thần nước, cầu an cho buôn làng và dâng các lễ vật lên thần nước. Khấn xong, thầy cúng cầm bình rượu có pha tiết heo đổ vào các máng nước đang chảy, coi mỗi máng nước là một vị thần giữ nước. Sau đó, thầy cúng lại cúng các bến nước. Chị em phụ nữ được phân công lấy nước đưa về nhà cộng đồng để đổ đầy các chén rượu cho mọi người dân cùng thưởng thức. Ngày thứ ba, sau hai ngày làm lễ cúng bến nước, đoàn người sẽ trở về nhà, chủ bến nước làm lễ cúng thần đất. Cúng xong, mọi người lên nhà dài làm lễ cúng sức khỏe cho chủ bến nước và dân làng trong buôn. Người dân trong buôn tập trung tại chủ nhà bến nước. Đường vào buôn bắt đầu chặt cây chắn ngang, buộc các loại chỉ hồng, lông gà để báo cho khách lạ biết hôm nay trong buôn làng có việc. Thầy cúng làm lễ khoảng 1 giờ, xong việc thầy cầm cần rượu giao cho già làng uống trước. Dân làng thứ tự phụ nữ uống trước, đàn ông uống sau. Khi đám đông giải tán, thầy cúng phát gạo sợi chỉ hồng cho các gia đình để mang về nhà cúng riêng lễ. Thầy còn buộc sợi chỉ hồng vào tay các thanh niên tới dự lễ. Sợi chỉ này không được tháo vì đó là vật linh thiêng phù hộ, may mắn suốt cả năm. Khi lễ cúng sức khỏe cho chủ bến nước kết thúc, Phật hội được tiếp tục trong tiếng chiêng cầm rộn rã ngân vang, tiếng cười nói hỏi thăm nhau của những người dự lễ. Mọi người tập trung uống rượu, hát múa vui chơi. Dân làng không phân biệt già trẻ, gái trai, tất cả nắm tay nhau, chân dập chiều bước thăng hoa cùng với những điệu xoan, làm cho lễ hội tưng bừng, lôi cuốn vang vọng các buôn làng. Chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng cảm ơn nhóm nghệ nhân đồng bào dân tộc ED.